Mến chào các bạn, nếu đã từng trải qua thời học sinh, hẳn là bạn còn nhớ mang máng đến khái niệm kinh độ, vĩ độ ở trong môn địa lý ha. Bạn nào mà quên sạch giống mình cũng không sao, mình cùng tìm hiểu lại xem nó có cái gì hay ho mà nhiều người hay nhắc tới vậy, đặc biệt là trên các cột mốc biên giới, cột mốc ở các cực Đông, Tây, Nam, Bắc của Việt Nam mình. Bạn cũng nhìn thấy mà chưa hiểu rõ nó là gì. Nào, mình cùng tìm hiểu nha. Giống như là địa chỉ nhà, ta có thể tìm kiếm một địa điểm cụ thể ở trên cái địa cầu này là nhờ có kinh độ và vĩ độ. Muốn ghi đúng kinh độ và vĩ độ, chúng ta sử dụng đường kinh tuyến và vĩ tuyến. Tọa độ cụ thể có thể được viết dưới dạng độ, phút, giây và cả số thập phân. Vậy thì vĩ độ là gì? Trong bảng chữ cái Hy Lạp, vĩ độ được ký hiệu bằng chữ cái phi. Vĩ độ là giá trị xác định vị trí của một điểm nào đó trên bề mặt trái đất và kể cả các hành tinh khác. Vĩ độ chỉ các điểm ở phía bắc hay là phía nam của xích đạo. Hay nói cách khác, trên bản đồ địa lý, các đường nằm ngang gọi là vĩ độ, một vĩ độ được gọi là vĩ tuyến. Khái niệm vĩ tuyến được hiểu là một vòng tròn nối tất cả các điểm có cùng vĩ độ. Các vĩ tuyến chạy theo hướng đông sang tây và vị trí của chúng được xác định bằng kinh độ. Một vĩ tuyến bao giờ cũng vuông góc với một kinh tuyến tại chính điểm giao của nó. Càng về phía gần cực trái đất thì các vĩ tuyến càng có đường kính nhỏ hơn. Còn kinh độ là gì? Thật ra khái niệm kinh độ cũng được ký hiệu bằng chữ cái Hy Lạp là lambda. Kinh độ là giá trị tọa độ địa lý theo hướng đông sang tây. Kinh độ được sử dụng phổ biến ở trong hoa tiêu và bản đồ học toàn cầu. Kinh độ chính là các đường thẳng nằm dọc và một đường kinh độ còn được biết đến là kinh tuyến. Về khái niệm đầy đủ của kinh tuyến thì kinh tuyến chính là các đường kinh độ tạo thành nửa đường tròn trên bề mặt trái đất. Độ dài của các đường kinh tuyến khoảng 20 km và nối liền hai địa cực. Kinh tuyến nằm thẳng góc với đường xích đạo và hướng của kinh tuyến chỉ hai hướng bắc nam. Một vài thông tin quan trọng mà bạn nên biết. Kinh tuyến gốc là kinh tuyến 0 độ và đi qua đài Thiên Văn Greenwich, ngoại ô thành phố London, Anh. Các kinh tuyến nằm bên phải kinh tuyến 0 độ là kinh tuyến đông và ngược lại các kinh tuyến nằm bên trái kinh tuyến 0 độ gọi là kinh tuyến tây. Tên gọi của đường chia quả địa cầu thành hai nửa bằng nhau là bán cầu bắc và bán cầu nam gọi là vĩ tuyến gốc hay còn gọi là đường xích đạo. Vĩ tuyến gốc là đường lớn nhất trên địa cầu, còn vĩ tuyến bắc là các đường nằm từ vĩ tuyến gốc đến cực bắc và ngược lại các đường nằm từ vĩ tuyến gốc đến cực nam gọi là vĩ tuyến nam. Là một công dân Việt Nam, biết rõ kinh độ, vĩ độ của Việt Nam là một điều vô cùng cần thiết. Nếu ai đó có hỏi kinh độ, vĩ độ của Việt Nam là gì mà bạn không trả lời được thì đúng là ơi một con sông quê luôn ha. Nhưng mà không sao, vì bạn đã xem video này nên có thể mạnh dạn trả lời. Việt Nam là một quốc gia thuộc bán đảo Đông Dương trong khu vực Đông Nam Á ở ven biển Thái Bình Dương. Đường biên giới trên đất liền của nước ta kéo dài 4.550 km, tiếp giáp với Trung Quốc ở phía bắc, phía tây tiếp giáp với Lào và Campuchia, phía đông của Việt Nam thì giáp biển Đông. Còn về thông tin tọa độ, kinh độ, vĩ độ của Việt Nam như sau. Cột cờ Lũng Cú nằm trên đỉnh Lũng Cú hay còn được gọi với cái tên là núi Rồng, tức là Long Sơn, có độ cao khoảng 1.470 so với mực nước biển, tọa độ là 23 độ 21 phút vĩ bắc, 105 độ 18 phút kinh đông. Cột cờ Lũng Cú được cho là điểm cực bắc của Việt Nam, thực chất qua số liệu địa lý đo đạt được, điểm cực bắc của nước ta còn nằm cách cột cờ Lũng Cú khoảng 2 km nữa, ở tọa độ 23 độ 22 phút vĩ bắc, 105 độ 20 phút kinh đông. Tuy nhiên, từ trước tới nay thì cột cờ quốc gia này mãi tồn tại trong tâm thức của mỗi người Việt Nam như một biểu tượng thiêng liêng về chủ quyền tổ quốc. Về cực đông của diện tích đất liền, đã có rất là nhiều cuộc tranh cãi xoay quanh hai địa điểm là Mũi Đôi, tỉnh Khánh Hòa và Mũi Điện dưới chân ngọn hải đăng Đại Lãnh, tỉnh Phú Yên. Thì đâu mới đúng là điểm cực đông của Việt Nam? Nhiều nhóm du lịch khi đặt chân đến Mũi Đôi và sử dụng những cái thiết bị định vị GPS thì hầu hết đã thừa nhận rằng địa điểm Mũi Đôi, tỉnh Khánh Hòa mới chính là nơi đón ánh nắng đầu tiên trên lãnh thổ Việt Nam tính trên diện tích phần đất liền. Bởi nếu xét ở đất liền thì Mũi Đôi là điểm ngoài cùng về phía đông của Việt Nam, có độ kinh đông là 109 độ 27 phút 55 giây, xa hơn về phía đông so với độ kinh đông 109 độ 27 phút 06 giây của Mũi Điện. Cực tây của diện tích đất liền Việt Nam có tọa độ là 22 độ 25 phút vĩ bắc, 102 độ 11 phút kinh đông tại A Pa Chải, xã Xín Thầu, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên. Cửa khẩu A Pa Chải, ngã ba của biên giới ba nước Việt, Lào và Trung cũng nằm tại đây. Địa điểm cực tây của Việt Nam được đánh dấu bởi cột mốc biên giới hình tam giác. Cột mốc này có ba mặt, được ghi bằng ngôn ngữ Việt, Lào và Trung, được Trung Quốc xây dựng và đặt tại bản Tá Miến, xã Xín Thầu. Cuối cùng, Việt Nam có điểm cực nam của diện tích đất liền ở Mũi Cà Mau, hướng về phía Tây. Mũi Cà Mau thuộc địa phận xóm Mũi, xã Đất Mũi Cà Mau, nằm cách thành phố Cà Mau khoảng hơn 100 km. Khuôn viên khu du lịch Mũi Cà Mau sở hữu hai công trình đánh dấu vị trí của mũi đất này. Đó là mốc tọa độ quốc gia GPS 0001 và biểu tượng Mũi Cà Mau có hình con tàu lướt sóng hướng ra biển khơi. Ở cánh buồm có ghi tọa độ 8 độ 37 phút 30 giây độ vĩ bắc và 104 độ 43 phút độ kinh đông. Rồi, giờ bạn có thể yên tâm khi ai đó cà khịa về kiến thức cơ bản của kinh độ, vĩ độ địa lý rồi ha. Cứ gửi luôn video này nếu mà lười giải thích, rồi phán câu xanh rờn, tự bơi vào mà xem nè. Còn bạn nào quan tâm hay là muốn kênh một video làm thêm về chủ đề gì thì cứ comment bên dưới nha. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu các bạn cảm thấy hay và hữu ích thì đừng ngần ngại đăng ký kênh một video, like và chia sẻ một video. Chỉ một video mà thôi các bạn nhé.